Tiếp nối bản tin là những thông tin liên quan đến diễn biến của tình hình thị trường. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng vào ngày mùng 1 tháng 3 dự kiến là tiếp tục tăng vì chiến tranh tại Ukraine leo thang. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí thì giá xăng có thể tăng từ 200 đến 300 đồng mỗi lít. Một số doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần qua là tuần biến động mạnh của giá dầu thô khi tăng lên cao nhất trong hơn 7 năm, vượt mốc 100 đô la một thùng sau khi Nga tấn công Ukraine. Kỳ điều hành ngày 1 tháng 3, giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 200 đến 300 đồng một lít, dầu tăng từ 150 đến 250 đồng một lít. Ở trường ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Trước đó, sau kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 2, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, đặc biệt ở phía Nam, cho biết vẫn còn tình trạng thiếu hụt tạm thời xăng RON95 và nguồn cung vẫn chưa ổn định.